Bài này nhiều tổ hợp nhưng mà động tác cũng đơn giản nha. Rồi, tổ hợp số 1 bao gồm 8 lần rưỡi 8 nhịp, gồm có 3 động tác nhé. Rồi, 3 câu đầu 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rồi, chúng ta sẽ tập câu 1 4 nhịp bên phải và xoay tròn trái 4 nhịp 2, 3 1, 2 3 4 5 6 7 8 Câu 2 giống vậy luôn 2 2 3 4 5 6 7 8 Câu 3 cũng giống vậy luôn nhưng không xoay nữa 3 2 3 4 5 6 7 8 Đơn giản nha. Chúng ta tập lại 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu 4 5 6 nhé. 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 và chúng ta thực hiện 3 câu như thế nha. Cứ xoay trước rồi xoay sau. Đó, vậy đó. Chúng ta sẽ bắt đầu đi cái chân phải nè. Xoay sang phải 90 độ trước nha. 2 3 4 2 3 4 Lỏng chân trái, sau đó sẽ tiếp tục cho chân trái. Quay ra sau nè. 5 6 7 8 Lỏng cái chân phải lên vậy. Sau đó tiếp tục quay ra sau nè. 5 2 3 4 Quay ra sau nè. 5 6 7 8 Quay ra sau nè. 6 2 3 4 Quay ra sau. 5 6 7 8 Rồi chúng ta tập lại nha. Bên phải nha. 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu 7 8 rưỡi nhé. Chúng ta đang đứng với tư thế thế này. 2 3 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Như vậy. Từ câu số 6 lên là chúng ta đang đứng xoay như thế này rồi. Rồi mọi người bắt đầu tiến cái chân trái lên trước nhé. 2 3 7 2 3 4 Lỏng chân phải lên nè. Rồi lại lùi chân phải. Cứ như thế. 5 trái nha. 1 2 3 4. Rồi chúng ta tập lại. Đang đứng như thế này, chân trái lên. 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập hết tổ hợp số 1 luôn, 8 lần rưỡi nhé. 1 2 3 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp số 2, bao gồm 6 lần 8 nhịp. Câu cha cha 2 mở lùi, 2 mở tiến và 2 xoay nửa vòng. Bây giờ mình sẽ đi 2 mở lùi trước. 2 3 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Rồi chúng ta sẽ đi câu 1 câu 2 giống nhau. Lùi bên phải trước nên chân trái sẽ lùi. 2 3 1 2 tiến lên. 3 và 4. Rồi lùi chân phải. 5 6 tiến lên. 7 và 8 lùi chân trái. 2 2 3 và 4. 5 6 7 và 8. Đó, 7 và 8 chúng ta đứng với tư thế như thế này để chúng ta chuẩn bị đi. Còn 2 câu mở tiếng nha. Chúng ta tập lại. 2 3 lùi chân trái nào. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang 2 câu mở tiếng. Câu 3 4 nha. 2 3 3 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 4 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Rồi chúng ta sẽ đi với tư thế đứng như thế này. Chúng ta sẽ tiến bên phải trước, chân trái bỏ lên. 2 3 3 2 kéo về. 3 và 4. Rồi chân phải lên. câu 3 và câu 4. 2, 3, cánh trái lên. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang hai câu xoay nửa vòng nhé. 2, 3, 5, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 6, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi. Đang đứng với tư thế thế này, chúng ta sẽ đi chân trái và tay trái trước. 5, 2 là mọi người xoay nửa vòng rồi. 2. Đó. Tiến chân trái lên. 3 và 4, chân phải tay phải. 5, 6, chân phải lên. 7 và 8. Câu 6 cũng vậy. 6, 2, tiến lên. 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Chúng ta tập lại. Chân trái tay trái. 5, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 6, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tập hết tổ hợp số 2, bao gồm 6 câu luôn nha. Rồi, chân trái lùi. 2, 3, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 5, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 6, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp số 3, bao gồm 8 lần rưỡi 8 nhịp. Tổ hợp số 3 thực hiện lần cuối cùng á, chúng ta thực hiện 8 lần thôi nhé. Rồi, 3 câu đầu, 3 câu và 2 câu rưỡi. 3 câu đầu là ta tra dọc. 2, 3. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Và chúng ta thực hiện 3 câu giống nhau như thế. Về tay. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Về chân chúng ta sẽ tiến cái chân trái trước. 2, 3. 1, 2, lùi chân trái. 3 và 4, lùi chân phải. 5, 6, tiến chân phải. 7 và 8. Câu 2 và câu 3 giống như thế. Tiến chân trái. 2, 2, lùi. 3 và 4, lùi chân phải. 5, 6, tiến. 7 và 8, tiến chân trái. 3, 2, lùi. 3 và 4, lùi chân phải. 5, 6, tiến. 7 và 8. Chúng ta thực hiện lại. Chúng ta sẽ đi sang câu 4, 5, 6. 2, 3. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện 3 câu giống nhau như thế nhé. Rồi, đang đứng lùi chân trái thế này, chúng ta sẽ đi bên trái 4 nhịp và bên phải 4 nhịp. Về tay thì 1, 2, 3, 4. Bên trái còn bên phải như thế. 2, 3. 4, 2, 3, 4 bên phải, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, chúng ta thực hiện 3 câu như thế này là được nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi sang 2 câu rưỡi cuối cùng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện câu 7, 8 rưỡi nhé. 2, 3. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện khi chân trái vắt sang bên phải trước. 2, 3. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta thực hiện lại. Bên trái tiến qua. 2, 3. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập hết tổ hợp số 3, bao gồm 8 câu rưỡi luôn nha. Chân trái tiến lên. 2, 3. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, mọi người hãy tua lại video từng tổ hợp tập cho thật kỹ để chúng ta đi đến cái video góp nhặt cùng chiều đó. Mình đã để cái đường link ở phía dưới video của phần mô tả rồi nhé.